xin kính chào khán giả của Việt Nam America Television trên màn hình 57.3 và trên hệ thống điện toán toàn cầu vnatv.com. Thưa quý vị, đây là chương trình tin tức cuối tuần thế giới về ngày thế sự. Và tuần này, Tức Lê welcome Thái Bình trở về với chương trình. Chào Tức Lê và xin kính chào quý vị, rất vui. Sau 3 tuần vắng mặt thì hôm nay Thái Bình lại có dịp được đến đây để mà đọc tin cho quý vị. Dạ vâng ạ, và thưa quý vị, trong phần tin hôm nay, thông điệp của Obama trong nhiệm kỳ thứ 2. Sống sót nhờ máy lọc máu tự chế. Chợ Fresh and Easy bị phạt vì tính sai giá cho khách hàng. Kinh tế bi đát, hàng Tết tại Việt Nam bị ế ẩm. Và Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ tham gia chiến đấu. Thưa quý vị, sống sót nhờ máy lọc máu tự chế. Với các dụng cụ nhà bếp và thiết bị y tế cũ, thì ông Hugh đã chế tạo thành công một máy thẩm tách có khả năng hoạt động giống như một quả thận bên ngoài cơ thể. Nó bao gồm hai ngăn, máu được bơm qua một ngăn, còn chất thẩm tách thì chảy vào một ngăn khác. Một màng mỏng giữa hai ngăn giúp cho máy ngăn chặn những phân tử có kích thước lớn hơn một mức nhất định. Chiếc máy này đã giúp cho ông tống chất thải ra khỏi cơ thể trong suốt 13 năm qua. Mỗi lần bước vào nhà vệ sinh thì ông luồn hai ống vào động mạch ở cánh tay. Máu từ cánh tay được bơm ra một ống, chảy qua máy rồi trở lại cơ thể qua ống kia. Các bác sĩ đã cảnh báo ông Hugh là ông có thể bị nhiễm trùng hoặc biến chứng do không sử dụng nước vô trùng trong quá trình pha chế dung dịch thẩm tách. Hai người bạn của ông đã qua đời sau khi chạy thận bằng máy thẩm tách do ông chế tạo. Xong, ông cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Công ty video game Atari khai phá sản. Công ty tiên phong của thị trường video game đã khai phá sản, một trong những bước đầu tiên nhằm tách với công ty mẹ là Infogrames. Có ai quên được những trò chơi điện tử đầu tiên như Pong và Asteroid? Đơn giản và thô lỗ theo những tiêu chuẩn của ngày nay, nhưng trong thập niên 70 là những sáng tạo chưa từng có, làm nhiều người mê nghiền. Sau khi trở thành công ty độc lập, Atari sẽ chuyển hướng từ những máy game tại nhà đến game cho phone cầm tay và những máy móc di động khác. Một vài game classic như Asteroids và Breakout được bán trên Apple App Store cho iPhone và iPad đã có biểu hiện tốt. Hè trước, Atari đã tròn 40 tuổi nhưng trong 10 năm gần đây nhất đã không thu được lợi nhuận. Thưa quý vị, khai thác nghĩa địa ngoài trái đất. Bộ Quốc phòng Mỹ đã muốn sử dụng những bộ phận còn hoạt động trong nghĩa địa vệ tinh bên ngoài địa cầu để chế tạo những vệ tinh mới. Cơ quan các dự án nghiên cứu cao cấp thuộc Bộ Quốc phòng gọi tắt là DARPA đã chi 180 triệu Mỹ kim cho một chương trình được mệnh danh là Cướp mộ vũ trụ, nhằm giảm chi phí chế tạo vệ tinh mới bằng việc tái sử dụng các phần còn giá trị của vệ tinh đã chết. Tên chính thức của chương trình này là Phượng Hoàng, theo AP đưa tin. Nhiều công ty đã đầu tư vào dự án mới đầy triển vọng của DARPA. Theo kế hoạch thì DARPA sẽ thử nghiệm tái sử dụng anten của vệ tinh cũ trong vệ tinh mới vào năm 2016. Các nhà khoa học sẽ phóng các robot được lập trình tới những vệ tinh chết, làm nổ chúng để lấy các bộ phận còn hoạt động. Đồng thời, các vệ tinh mini riêng biệt cũng được phóng lên vũ trụ. Sau đó, hệ thống robot lắp ráp các bộ phận còn hoạt động của vệ tinh cũ vào các vệ tinh mini để tạo ra một hệ thống liên lạc mới. TSA kết thúc dùng máy soi chiếu toàn thân. Quá trình kiểm tra an ninh tại phi trường vốn làm người khó chịu, còn phải bị soi mói bởi máy soi có khả năng nhìn xuyên qua quần áo đã làm nhiều người phản ứng mãnh liệt. Vì vậy, Cục An ninh Giao thông Hoa Kỳ hay TSA cho biết họ chuẩn bị loại bỏ các máy soi chiếu toàn thân bằng con tuyến X này. Tuy trước đây, chính phủ hứa rằng những tấm hình xuyên qua quần áo này sẽ không được tàng trữ. Khoảng 35.000 tấm đã được giữ lại tại một tòa án ở Florida và 100 tấm đã bị đưa lên mạng trong năm 2011. Năm trước, một người đàn bà từ Texas đã bị bắt đi qua máy soi xuyên quần áo 3 lần và còn được một nhân viên TSA khen là có thân hình dễ thương. Bà và nhiều phụ nữ khác tin rằng đã bị nhắm là mục tiêu. TSA cho biết rằng họ vẫn sẽ dùng hai loại máy soi đang có sẵn, nhưng software mới sẽ có độ xâm nhập thấp hơn, chỉ tạo ra đường nét của thân thể chứ không cho thấy những hình ảnh khỏa thân, để bảo vệ tốt hơn quyền riêng tư của khách hàng. TSA sẽ không dùng những máy soi mới của RapidScan vì công ty này không thay đổi software kịp để phù hợp với thời hạn quy định. TSA sẽ tiếp tục dùng máy của L3 Communications, công ty đã nhanh chóng chuyển qua software mới, chỉ lưu lại những đường nét sơ sài của thân thể. RapidScan đáng lẽ có hợp đồng để chế tạo thêm 500 máy soi cho TSA ở giá 180.000 Mỹ Kim một máy. Công ty cũng hiện đang bị điều tra vì tình nghi làm giả kết quả thử nghiệm, độ bảo vệ quyền riêng tư của software để lừa gạt chính phủ. Thưa quý vị, sau đây là phần tin đời sống và sức khỏe. Vợ chồng hạnh phúc thì dễ tăng cân. Phần lớn mọi người đều mảnh dẻ khi độc thân và trở nên đầy đặn hơn khi có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tại sao lại như vậy? Thì trong một cuộc nghiên cứu mới đây, giáo sư tâm lý học Andrea Maltese
của Đại học Southern Methodist ở thành phố Dallas, tiểu bang Texas, Mỹ. Và cộng sự đã theo dõi 169 cặp vợ chồng mới cưới trong vòng 4 năm. Kết quả phát hiện hôn nhân hạnh phúc đi liền với tăng cân và ly dị gắn với giảm cân. Meltzer suy đoán những người ít hài lòng về hôn nhân có thể do họ dự đoán được ly hôn. Vì vậy, họ cố gắng duy trì một trọng lượng lý tưởng để thu hút bạn đời mới. Còn người hài lòng với hôn nhân thì sự săn lùng bạn đời mới bị bỏ qua, kế hoạch kiểm soát cân nặng cũng bị buông lơi. Vì vậy, theo chuyên gia này, nguyên nhân của việc kiểm soát cân nặng chủ yếu được thúc đẩy bởi mong muốn thu hút bạn tình. Thêm vào đó, những cặp vợ chồng hòa hợp, tăng cân nhiều có thể do họ gặp nhau nhiều và cùng ăn với nhau nhiều hơn. Do đó, giáo sư Metzger khuyên những cặp vợ chồng mới cưới nên nói chuyện với nhau về cách ăn uống đầy đủ và vận động cơ thể cho cả hai. Những điều này không nên được tách ra. Nếu bạn yêu đời, bạn yêu người bạn đời của mình thì hãy lôi kéo họ vào kế hoạch đầu tư cho sức khỏe của cả hai. Bạn cũng nên chú ý đến cân nặng của mình để luôn thu hút trong mắt bạn tình, theo bà Metzger nói. Vé máy bay mua lúc nào là rẻ nhất? Chúng ta đều biết mua vé máy bay quá trễ sẽ phải trả giá cao, nhưng theo nghiên cứu, mua vé quá sớm cũng không có giá được lý tưởng. Theo thống kê của Cheapair.com, gồm 560 triệu chuyến bay tại Hoa Kỳ, thời gian tốt nhất để mua vé là 49 ngày trước ngày bay. Trong tháng sau, giá vé sẽ lên một chút xíu, nhưng sẽ đa số ổn định. Rồi khoảng 20 ngày trước ngày bay, giá vé sẽ leo thang, nhất là khi mua trước 11 ngày hay trễ hơn. Tuy nhiên, mua quá sớm cũng không có nghĩa là sẽ có được giá rẻ. Giá tệ thứ hai sau 11 ngày trước là 208-210 ngày trước khi dự tính bay. Còn những chuyến bay quốc tế thì nên mua khoảng 81 ngày trước, tức là 11 hay 12 tuần trước. Và trong những ngày lễ như Thanksgiving thì nên mua sớm hơn ở 96 ngày 24 tuần trước khi bay. Thưa quý vị, phần mềm dự báo kẻ giết người. Cảnh sát tại 3 thành phố ở Mỹ đang áp dụng thử nghiệm phần mềm dự đoán hành vi sát nhân trước khi chúng xảy ra. Giáo sư Richard Bird, một nhà nghiên cứu về tội phạm của Đại học Pennsylvania tại Mỹ, đã phát triển một phần mềm dự báo tội ác để giúp cảnh sát dữ liệu khả năng giết người trong tương lai của những tù nhân mới được trả tự do. Wired đưa tin, để tạo ra phần mềm này thì Bird và các đồng nghiệp đã phân tích dữ liệu về hơn 60.000 vụ phạm tội, bao gồm sát nhân, rồi lập một thuật toán để tìm ra những tù nhân từng phạm tội giết người có khả năng tái phạm nếu họ được tại ngoại. Phần mềm của tôi có thể dự đoán chính xác đến 8% số kẻ sát nhân trong tương lai, Bird nói. Lực lượng cảnh sát tại thành phố Baltimore, bang Maryland và Philadelphia của Pennsylvania đang sử dụng phần mềm dự đoán tội phạm. Chính quyền thành phố Washington đang thử nghiệm nó để dự báo những hành vi tội phạm nhẹ. Nếu phần mềm hoạt động hiệu quả thì cảnh sát của thành phố Washington sẽ sử dụng nó để dự báo những hành vi tội phạm nghiêm trọng trong tương lai. Gandhi sẽ có công viên giải trí của riêng mình. Công viên giải trí không phải dành riêng cho những nhân vật giả tưởng như Mickey Mouse và Tinkerbell. Mahatma Gandhi trong năm mai cũng sẽ có một công viên giải trí cho riêng mình, được xây gần tư viện Sewagram, nơi ông cư ngụ 6 năm tại Ấn Độ. Công viên sẽ rộng đến 10 mẫu và sẽ gồm 27 khu khi hoàn tất, đặt trọng điểm ở một phòng triển lãm về lịch sử, nghệ thuật, văn hóa, vân vân trong di sản của lý thuyết Gandhi. Một trong những đề tài triển lãm sẽ là Gandhi không chống đối kỹ thuật mà còn ủng hộ nếu được xài một cách chính đáng. Tuy nhiên, Gandhi không phải là nhân vật lịch sử đầu tiên được danh dự có công viên giải trí vinh danh mình. Nhà văn Charles Dickens có Dickens World ở Kent, Anh Quốc, dàn dựng lại cảnh Đức Anh trong thế kỷ 19. Còn Chúa Giê-xu thì có The Holy Land Experience tại Orlando, Florida, với những trò chơi mạnh và tiết mục giải trí gồm diễn lại cảnh Chúa bị đóng đinh trên thánh giá. Thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Giáo viên lớp 4 bị tình nghi xâm phạm tình dục 20 em. Sau 10 tháng điều tra, thì Robert Pimentel, cư dân của thành phố Newport Beach, đã bị truy tố với 17 tội danh về tội xâm phạm tình dục tại trường tiểu học George De La Torre Junior Elementary ở khu vực thành phố Wilmington. Số tiền tại ngoại được định ra là 12 triệu Mỹ Kim và tòa chưa định ngày nào sẽ đưa ra xét xử. Ông Pimentel, 57 tuổi, ngưng dạy lớp 4 kể từ tháng 3 của năm ngoái, sau khi nhiều em gái mách lại với cha mẹ rằng các em đã bị ông sờ mó trong lớp học. Và từ đó, cảnh sát đã bắt đầu mở cuộc điều tra. John Deasy, giám thị của khu học LAUSD, cho biết hiệu trưởng của trường đã cũng bị thuyên chuyển ngay lập tức vì học khu không hài lòng về cách hành xử của lãnh đạo trường đối với các vụ xâm phạm tình dục. Chợ Fresh and Easy bị phạt vì tính lộn tiền cho khách hàng. Chuỗi siêu thị Fresh and Easy Neighborhood Market bị phạt 800.000 Mỹ Kim vì tính tiền khách hàng quá mức so với số giá được treo lên. Những món hàng mà khách hàng bị charge quá mức gồm thịt và hải sản.
Quan tòa Randall Trapp của Tòa án Thượng thẩm San Diego đã ra lệnh cho Fresh Nizzy bớt $3 từ giá đăng rẻ nhất cho mỗi món hàng tính quá giá. Nếu món hàng đó dưới $3 thì sẽ là miễn phí. Fresh Nizzy nói rằng đây là những lỗi lầm vô ý và sẽ cố gắng ngăn ngừa những sơ sót trong tương lai. Những chợ Fresh and Easy đến Hoa Kỳ từ công ty Anh Quốc Tesco khoảng 5 năm trước đã gặp nhiều khó khăn thu hút khách hàng. Quan niệm của các chợ này là bán những món đồ dễ chuẩn bị, tốt cho sức khỏe mà không mắc tiền. Fresh and Easy cũng quan tâm đến môi trường, dùng điện LED trong tủ lạnh và tủ đá, và dùng những xe hybrid điện và diesel để chuyên chở hàng. Hiện đã có 200 tiệm mở cửa trong 3 tiểu bang, cùng những thành phố tại quận Cam như Orange, Laguna Hills, Fullerton, Huntington Beach, Westminster, Fountain Valley, Garden Grove, Costa Mesa, v.v. Thưa quý vị, hàng năm thì các trường đại học tại miền Nam California đã tổ chức một đêm gọi là đêm văn hóa. Thì tuần qua, đêm văn hóa Việt Nam đã được diễn ra tại trường đại học UCLA. Với hai nhân vật chính Thúy và Daniel, chủ đề của buổi văn nghệ tập trung vào mối quan hệ giữa giới trẻ ngày nay và gia đình. Thúy là một cô gái có cha mẹ sống bằng nghề bán rau ngoài chợ, tìm đường ra nước ngoài qua dịch vụ môi giới chồng ngoại. Daniel, một bác sĩ trẻ độc thân, vì muốn làm vừa lòng phụ huynh, đã quen với Thúy qua Internet và cưới cô sang một cách nhanh chóng. Sự kiện nối tiếp với sự kiện Những chuyện không ngờ xảy ra khiến mọi người nhận ra được nhiều bài học quý giá. Dù buổi trình diễn bắt đầu vào 7 giờ tối, nhưng khán giả đã đến từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ trước đó để xếp hàng dài chờ được vào tòa nhà Royce cổ kính như một tòa lâu đài và được coi là biểu tượng của trường đại học UCLA. Không một ai phải bỏ tiền mua vé. Trường đại học UCLA từ lâu đã tài trợ cho các đêm văn hóa của Hội sinh viên Việt Nam, gọi tắt là VSU. Trong lúc hơn 1.500 khán giả lần lượt vào chỗ ngồi, thì các diễn viên, sinh viên đã hội họp với nhau sau tấm màn sân khấu, đếm từng phút để chờ cho giờ diễn bắt đầu. Tình trạng dịch cúm tại Cali, trong khi nước Mỹ đa số đang trải qua những mùa dịch cúm nặng trầm trọng, California tương đối bị ảnh hưởng ít. Tuy nhiên, bệnh cúm influenza thường trở tệ lúc cuối tháng 2 hay đầu tháng 3, nên mọi người lớn và các trẻ em 6 tháng tuổi hoặc hơn hiện nay vẫn được khuyên là nên đi chích ngừa. Sau đây là một vài điểm căn bản nên nhớ về bệnh cúm. Influenza được lan truyền khi người bệnh ho, hắt hơi hay nói chuyện trong vòng 6 feet của người bị lây. Đụng vào một thứ gì đó có virus flu cũng có thể khiến cho một người bị nhiễm bệnh. Một ngày trước khi có triệu chứng và khoảng 5 ngày cho đến 7 ngày sau đó, người bệnh có thể truyền nhiễm cho người khác qua những cách nói trên. Một vài cách ngăn ngừa bị nhiễm là tiêu thụ nhiều vitamin C và rửa tay hay dùng sanitizer thường xuyên. Theo dự đoán, mùa cúm năm nay tại Cali sẽ tệ hơn 2 năm gần đây. Như vậy thưa quý vị, cho nên cái cách mà tốt nhất để mà ngăn ngừa bệnh cúm là chúng ta phải bảo vệ cơ thể để cho cái sức đề kháng của mình mạnh hơn. Thì cho dù mình nói chuyện trực tiếp với người bị bệnh, nhưng mà cái sức đề kháng của mình mạnh nó có thể giúp cho mình ngăn chặn được cái virus bệnh cúm này. Thì cho nên như Tuyết Lê đã nói thì quý vị nên dùng nhiều vitamin C, chẳng hạn mỗi ngày quý vị chỉ cần uống một viên vitamin C 500mg mà thôi, thì nó cũng sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta tăng được sức đề kháng được nhiều hơn. Đúng như vậy, và nhất là mỗi năm là các em nhỏ hay các cụ là thường thường bị ảnh hưởng nhiều nhất. Một năm có hàng ngàn người có thể chết vì bệnh cúm. Và thưa quý vị, đến đây chúng tôi phải tạm ngưng để gửi đến cho quý vị một vài thông tin thương mại. Xin quý vị đừng rời băng tần 57.3, thế giới về ngày thời sự sẽ trở lại.